bánh tiêu đó các bạn. Ai mì bánh tiêu. Cái bánh tiêu nào dễ ăn với ice cream. Ice cream. Bánh tiêu nào các bạn cắt ra làm hai cái nhét nhét cà kem vô giữa. Tuổi thơ rồi các bạn mình ăn nhau với bà xã của cũng thích, bà xã cũng thích làm luôn, thích ăn luôn đó. Kẹp kẹp lại nè đó. Đó, ít ngon các bạn. Snack okay. Mustard. Với mù tà, với nước mắm, với ớt để các bạn. Hey. Put mustard in. Rồi, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.